cứu xem xét. Để riêng quan điểm của cá nhân tôi thấy thế này, thực tình nói về cái tài sản Việt Nam ấy, mà cái bất động sản nói riêng ấy, thì nó liên quan đến cả đất, liên quan đến công trình xây dựng trên đất. Cái mặt đất của chúng ta ấy, là đất sở hữu toàn dân, đất là có hạn, đất sở hữu toàn dân. Thế và là gì, cái chuyện mà là chống đầu cơ, có nghĩa là không khuyến khích là có một người sở hữu nhiều nhà đất, cái đấy cũng là đúng, bởi vì đất toàn dân, quyền là của toàn dân, nhà nước giao cho ông sử dụng. Nó không lấy máy này, không lấy máy không? Kiểm tra mic dùng. Alo. Thế thì về quan điểm của cá nhân tôi thì tôi thấy thế này, nhưng mà nói về cái sắc thuế mà chúng ta đang bàn với nhau ở đây á, thì tôi cho là thứ nhất là cần thiết. Lý do nó có mấy lý do thế này. Nếu mà liên quan đến cái bất động sản là nhà đất của các hộ gia đình cá nhân, thì hiện nay chúng ta đang có cái thuế đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thì hiện nay mới đánh vào đất, chưa đánh vào nhà. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai đấy là cái mức thuế thì chúng ta biết rồi, là nếu mà trong hạn mức là 0.03%, đấy mà cái loại mà vượt quá mà ấy là giới hạn 3 lần cái định mức thì là 0.07. Thế và trên coi như là 3 là hạn mức thì là 0.15. Thì nói thực là cái mức thuế này ấy, là nó chưa đủ để mà ấy là gì, cho cái người có quyền sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và không chống được động cơ. Thì cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Ngoài ra ấy, thì đúng như là anh Phụng nói, thì chúng ta cũng được biết là nếu mà nói về thuế bất động sản ấy, thì theo tôi cũng không phải chuyên ngành của tôi lắm, nhưng mà tôi cũng được biết một số nước cái thuế này, đúng như anh Phụng nói, cái thuế này là người ta còn tính để mà đây là một nguồn thu ngân sách nhà nước. Cái thứ hai là người ta cũng là phải là làm sao mà người sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, người ta cũng không khuyến khích động cơ. Thế mặc dù là người ta đấy là đất sở hữu tư nhân, chứ không phải là như chúng ta là đất sở hữu toàn dân, là chúng ta còn có một cái đặc thù nữa mà chúng ta phải quan tâm nữa. Thế cho nên là cái mức thuế của ta, mà trong khi đó thì mức thuế người ta cao hơn mình. Và nói chung là như tôi đã nghiên cứu ở đây á, thì cái ví dụ như Hàn Quốc là nó hơn 3 lần mình. Thế còn ở Mỹ thì nó còn cao nữa. Đấy, ví dụ như thế, đấy là nó một số nước mà chúng tôi có tài liệu nghiên cứu. Thế thì chúng tôi thấy rằng ấy, là gì, là đánh thuế vào cái nhà đất đang sử dụng là có rồi chứ mà không có, chẳng qua là chưa đánh vào phần bất động sản trên đất là thứ nhất. Thứ hai, mức thì nó chưa đủ để mà là đạt được mấy cái mục tiêu mà nếu mà cho là mà chúng ta cần thì chưa đạt được như tôi nói ở trên. Do vậy là theo tôi ấy, thì nghiên cứu cái việc mà chúng ta bàn ở đây để các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ Tài chính đấy, là cái cơ quan mà có cái thẩm quyền để giúp cho các cơ quan chính phủ, quốc hội nghiên cứu về cái sắc thuế, thì để mà có cái thêm cái thông tin, thêm tư liệu để mà nghiên cứu khi mà trình các cấp có thẩm quyền về cái sắc thuế này thì tôi cho là rất cần thiết. Tuy nhiên là có một số cái điểm mà tôi theo tôi là cần phải lưu ý thế này. Khi mà mình nghiên cứu cái sắc thuế này á, thì bây giờ là chưa có cái gì là cụ thể chi tiết ở đây cả, bởi vì mới đang nghiên cứu, như anh Phụng nói, cái Bộ Tài chính nói, cho nên là không có gì bàn chi tiết cụ thể ở đây cả. Thế nhưng mà về quan điểm ấy, thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta nghiên cứu sắc thuế này thì thứ nhất là mục tiêu của chúng ta là gì, thì chúng ta phải đạt được cái đó, cố gắng đạt được cái đó, cố gắng chứ không phải là đạt được 100%. Thứ nhất là tôi cho là chống động cơ. Thứ hai là tôi cho là những người mà sử dụng nhiều loại đất thì phải có trách nhiệm hơn, có nghĩa vụ hơn với xã hội trong cái việc mà đóng thuế. Thì cái đấy là mục tiêu. Như vậy là có nghĩa là cái đối tượng có nhà thứ hai trở lên. Thế và một cái ý nữa mà tôi rất quan tâm ấy, nếu mà sau này mà chúng tôi có tham gia cái sắc thuế này, khi mà có chương trình xây dựng thì tôi cũng vẫn bảo à, tôi cái quan điểm thì tôi vẫn nghĩ là phải tính đến và chúng tôi cũng sẽ bảo vệ, đó là cái sắc thuế này khi tính ấy, thì là gì, cái người mà có một nhà người ta chỉ dùng để sử dụng thôi, thì cái mức thuế là phải làm sao không ảnh hưởng đến cuộc sống, đời sống của người ta với mức thu nhập hiện nay của người ta, đặc biệt là những đối tượng nghèo, thu nhập thấp, chính sách xã hội.
đấy là theo tôi cái quan điểm là cần phải xuyên suốt như thế nếu mà sau này nghiên cứu. Cái thứ ba nữa là sắc thuế này thì đương nhiên là hiện nay chúng ta đang có sắc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cho nên khi ra sắc thuế này thì phải là không thuế chồng thuế, có nghĩa là một là thay thế cái thuế đất sử dụng đất phi nông nghiệp, hoặc là sửa đổi bổ sung cái thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lúc đấy kèm cả công trình trên đất. Vâng, xin cảm ơn ông Vấn ạ.